Ngày hôm nay vừa mới nhận được tin là ông Lê Anh Tú thì đã tự nguyện dừng cái việc là đi bộ xuyên Việt. Thì chúng ta rút ra được gì từ những cái từ cái sự kiện này? Ở đây chúng ta không có nói do cái sự thích và ghét, và chúng ta chỉ nói mang tính chất là nó khách quan. Thứ nhất là chúng ta nói về cái vai trò quản lý nhà nước trong cái cộng đồng của chúng ta. Thì vai trò của nhà nước có một cái chức năng căn bản mà bất kỳ một nhà nước nào đều phải đảm bảo, đó là đảm bảo về cái an ninh và bình ổn xã hội, đúng không? Một nhà nước thì chức năng của nhà nước đó có rất là nhiều, nhưng mà trong cái đó cái cốt lõi nhất là phải cần đảm bảo sự bình ổn cho xã hội, cho cái xã hội đó. Thì cái vấn đề chúng ta thấy thông qua sự kiện vừa rồi, tại sao mà cần sự quản lý của nhà nước, là để xã hội được bình ổn, được đảm bảo an ninh. Chứ còn một cái sự kiện gì đó bộc phát gây ra bất ổn cho xã hội thì người ta sẽ đặt cái vấn đề là như vậy cái vai trò quản lý nhà nước ở đâu. Do đó quý vị thấy là nhà nước chúng ta đã làm mọi cách trong sự cẩn trọng để đảm bảo xã hội được bình ổn. Và cái nguyên nhân đưa đến sự bất ổn ở xã hội là phải nói trong cái sự kiện này bản thân ông Lê Anh Tú là nạn nhân của không gian mạng. Và bởi vì cái sự kiện này cho nên là đưa đến sự bất ổn xã hội, tức là sự xung đột. Người ta tranh cãi với nhau và xung đột. Và cái xung đột ở đây đối tượng không phải ở một cá nhân, mà là một tập thể, một cộng đồng. Mà cộng đồng này cũng không phải là một cộng đồng bình thường nữa, mà là một cộng đồng tôn giáo. Mà chính đó nó đẩy sự xung đột lên cao trào. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai được nhiều quan tâm, được nhiều like, được nhiều view thì người đó sẽ kiếm được nhiều tiền. Mà chính vì điều đó, đôi khi chúng ta quên mất rằng xã hội cần sự bình ổn. Cái sự tranh luận có thể có, nhưng mà sự tranh luận đó nó phải nằm trong cái giới hạn. Và chúng ta cần phân biệt giữa việc phân tích, tranh luận và công kích, nó khác nhau. Bởi vì khi chúng ta đi đến sự công kích, đi đến sự tấn công, dù nó là tấn công trong không gian mạng hay là tấn công ngoài xã hội, nó đều đưa đến sự bất ổn trong xã hội. Bởi vì khi chúng ta tấn công một ai đó, tấn công một tập thể nào đó, tức là có một người hoặc một nhóm người mà cái quyền căn bản của họ bị xâm phạm, tức là quyền về danh dự và nhân phẩm cá nhân bị xâm phạm. Cho nên chúng ta cần phải tránh điều đó. Sinh hoạt trong mạng xã hội, chúng ta có thể tranh luận, có thể đưa ra cái vấn đề, nhưng mà chúng ta cần phải tránh là mình điều hướng, mình hướng dẫn, mình hướng cái vấn đề đó đến cái sự tranh cãi và đến sự tấn công lẫn nhau. Do đó vai trò quản lý nhà nước là để đảm bảo xã hội được bình ổn. Cái thứ hai là nhà nước đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Nếu như mình làm một việc gì đó
tự mình có thể gây nguy hại cho bản thân, thì đó là cái hành động cá nhân của mình. Bởi vì mình có cái quyền đối với thân thể của mình. Tuy nhiên mình phải đảm bảo rằng á, cái quyền của mình á, nó không làm ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ như bây giờ tôi muốn karaoke thì anh có quyền anh ca, nhưng khi mà anh làm cho cái âm thanh, âm lượng á, nó làm phiền, làm ảnh hưởng đến cái quyền của người khác là quyền được nghỉ ngơi, thì khi đó là không được. Trong sự kiện này, cái chuyện mà đi khất thực hoặc là cái chuyện mà đi bộ á, cái chuyện mình đi bộ là chuyện cá nhân của mình. Nhưng mà khi mình làm nó trở thành một cái nguồn cảm hứng cho người khác, để người khác cũng đi bộ giống như mình, đi bộ chung với mình, thì tự nhiên mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Tại vì mình là người khởi xướng. Thì khi đó mình phải đảm bảo là những người đi với mình á, họ được an toàn. Giống như bây giờ sư rủ quý vị đi leo núi chung với sư. À bây giờ lên trên núi để hành thiền. Núi này là hoang sơ, có những chỗ rất là đẹp, view rất là đẹp. Bây giờ mình đi lên mình hành thiền đi. Thì khi mà sư và quý vị đi lên trên núi, hoặc là quý vị thấy sư đi lên trên núi đi chung, thì phải đảm bảo các thành viên được an toàn. Và khi ai đó, thí dụ quý vị trượt chân rơi xuống núi, sư không thể nào sư nói không có trách nhiệm được, đúng không? Quý vị đi chung với sư. Rồi bây giờ người nhà hỏi sư, nói bây giờ cái người này vì tin theo sư, thí dụ ông Sơn Anh đi, Sơn Anh tin theo sư cho nên mới leo núi chung với sư, mà bây giờ rớt chân xuống núi bị gãy xương hoặc thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, sư nói tại vì nó đi theo chứ tôi đâu có rủ. Quý vị nghe ổn không? Thấy chưa? Cho nên khi mà một mình á, thì cái gì nó cũng dễ. Nhưng khi nó đã thành một cái nhóm rồi thì mình cần quan tâm để đảm bảo các thành viên đi chung nhóm với mình á, được an toàn. Và nhà nước là đơn vị đảm bảo cho mỗi người được cái quyền lợi đó. Thành ra nếu như một cái nhóm nào đó mà thành viên trong nhóm đó có sự nguy hiểm về sức khỏe và tánh mạng, thì nhà nước cần phải can thiệp hỗ trợ để đảm bảo mọi người được an toàn. Còn nếu anh không làm được cái đó thì tạm ngưng. Đó là bài học cho chúng ta trong quá trình tổ chức. Chúng ta tổ chức bất kỳ sự kiện nào cũng phải như vậy. Chứ mình không thể nào nói người ta tự nguyện đến với tôi, rồi người ta bệnh hoặc người ta hiểu là chuyện của người ta không có. Người ta đến với mình thì mình phải có trách nhiệm với họ. Hoặc là từ chối ngay từ đầu. Từ chối ngay từ đầu. Còn không là mình phải có trách nhiệm. Và nói về vai trò quản lý thì xin thưa là bản thân nguồn lực của nhà nước đã đủ chuyện để lo rồi. Lo nhiều chuyện lắm, trời ơi, người ta lo từ kinh tế vĩ mô, lo an ninh quốc phòng, rồi lo đủ thứ hết trơn hết trọi. Không lẽ bây giờ vì cái chuyện của mình mà người ta phải gác một đống công chuyện đó để người ta lo cho mình hay sao? Hiểu không? Và cái trường hợp mà những cái trường hợp ở trên không gian mạng hoặc là ở đời sống xã hội cũng vậy. Khi mà mình định hướng số đông á, thì ngay cả chuyện mình định hướng theo hướng tốt á, thì cũng cần có cái sự quản lý.
Sự quản lý ở đây là để đảm bảo sự việc theo hướng tốt đẹp, để không có những cái vấn đề phát sinh. Thí dụ như mình muốn phát quà từ thiện đi, thì cũng cần có sự phối hợp quản lý để đảm bảo là nó diễn ra một cách an toàn. Chứ bây giờ lỡ người ta chen lấn, người ta xô đẩy, hoặc thậm chí quý vị biết là ở Haiti á, nha, từ thiện họ tới là họ chạy luôn. Tại sao? Đem quà tới, dân tới nó cướp, không cần phát, khỏi phát, tôi tự tới tôi cướp. Thì nó loạn như thế thì làm sao được, thì cái vai trò quản lý ở đâu? Đó. Huống chi là những cái định hướng dư luận mà có thể đi theo chiều hướng xấu. Đi theo chiều hướng xấu là như thế nào? Là đi đến sự mất niềm tin nơi một nhóm người, một nhóm tổ chức, hoặc thậm chí là mất niềm tin nơi nhà nước. Thì đó là cái định hướng theo hướng xấu, thì khi đó tự nhiên phải can thiệp. Và một cái nữa là chúng ta nhớ là sư cũng chia sẻ về cái gọi là cái bạo lực mạng. Như sư nói, chúng ta có thể bàn luận về vấn đề, bởi vì chúng ta có tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận là quyền phát biểu ý kiến của mình. Nhưng cái phát biểu của mình á, cái ý kiến của mình á, nó không được động chạm, xâm phạm đến lợi ích của người khác. Nếu như á, có một ai đó mà lời nói của họ có quyền xâm phạm đến lợi ích của người khác, quý vị nghĩ cái xã hội này nó còn bình an nữa không? Và xin thưa là nếu như mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta thấy cái xấu, cái không tốt, chúng ta không được quyền lên tiếng. Không phải. Nhưng mà sự lên tiếng của chúng ta là nhằm mục đích đi đến sự giải quyết vấn đề, chứ không phải nhằm mục đích tạo ra dư luận và nhằm mục đích là tạo ra sự tranh cãi. Cơ quan nhà nước để làm cái gì? Như sư nói ban đầu, trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước là đảm bảo mọi người đều có quyền, và quyền đó được đảm bảo bình đẳng. Thí dụ như mình phát hiện ở chỗ này sai phạm với pháp luật, hoặc là nó có vấn đề vi phạm đạo đức, thì chúng ta có cái cơ quan mà, có cơ quan nhà nước mà, mình có thể mình làm đơn tố cáo, hoặc là mình ý kiến với những cơ quan có trách nhiệm, thí dụ như nhà báo, hoặc nhẹ nhàng hơn với cái người đứng đầu tổ chức đó. Ví dụ như thí dụ như trong Phật giáo đi, thì còn có tăng đoàn, còn có hội đồng trưởng lão, còn có tăng đoàn, ý kiến lên tăng đoàn, bây giờ chúng tôi thấy người này làm như vậy là trái với đạo đức, trái với pháp luật, tôi yêu cầu quý vị cần phải điều chỉnh lại, xem xét vấn đề như thế nào. Và thực sự mà nói, đó là lý do mà có giáo hội. Giáo hội là tập thể tăng đoàn để giải quyết những vấn đề của chư tăng. Và thực sự trong thời gian vừa qua và từ trước đến giờ đã giải quyết rất nhiều vấn đề. Chứ không phải là quý vị nghĩ giáo hội là một cái tổ chức mà nó gọi là vô dụng, thì không phải như vậy. Có rất nhiều vấn đề mà khi người dân, có thể là Phật tử hoặc không phải Phật tử, thấy rằng một vị sư nào đó hoặc một vị thầy nào đó làm một chuyện gì đó vi phạm đạo đức, thì họ đưa cái ý kiến, hoặc là tới trực tiếp, hoặc là có cái đơn thư đưa đến giáo hội, thì giáo hội sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Chứ không phải không có, chứ không phải không có, nhiều. Nhờ như vậy
chúng ta giữ được sự bình ổn cho xã hội và giữ cho tăng đoàn được thanh tịnh. Còn nếu như một vị nào đó mà vi phạm pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ giải quyết vấn đề đó. Còn nếu như vi phạm luật của đạo thì giáo hội sẽ giải quyết. Chứ còn mình không phải mình chơi kiểu luật rừng thì kẹt dữ lắm. Mình cứ nói luật như rừng, tôi không hiểu luật cho nên tôi chơi luật rừng thôi. Nhưng là tôi kéo một số đông tôi công kích cái người nào đó thì nó không đúng. Chúng ta có quyền tự do ngôn luận thì cần phải áp dụng sử dụng cái quyền đó cho đúng nơi đúng chỗ. Nghĩa là nó phải làm được chuyển, chứ phải mình lôi ra mình chỉ chữ đổng, hoặc mình lôi tới mình đi tới một cái nơi nào đó rồi mình tấn công thì không phải. Xin thưa là khi mà chúng ta dùng cái lời là mắng chửi, cái lời công kích là chúng ta đã vi phạm pháp luật rồi. Chứ đừng có nghĩ là mình muốn chửi ai thì chửi. Không có, mình đã vi phạm pháp luật rồi. Chẳng qua là cơ quan nhà nước còn rất nhiều chuyện để làm. Họ không có rảnh, họ không có rảnh để mà họ lần mò, họ đầu tư công sức, thời gian, tiền bạc, nhân lực để mà mò ra anh. Mò ra anh đã tới cái trang này anh chửi bao nhiêu lần, mò ra anh để mà lôi anh lên để xử phạt. Thật sự không có đủ nhân lực để làm như vậy. Nhưng mà điều đó không có nghĩa mình muốn làm cái gì mình làm. Pháp luật là để trừng trị cái ác, đúng không? Nhưng mà cũng là để mình răn đe, để nhắc nhở chúng ta làm cái gì làm cũng phải tôn trọng pháp luật. Nhưng mà cái nền tảng của pháp luật là chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Anh có thể anh làm sai, tôi có thể tôi ý kiến, nhưng điều đó không có nghĩa tôi được quyền công kích anh, tôi được quyền tấn công anh, tôi được quyền bạo lực mạng với anh, tôi được quyền kêu gọi người khác nhào vô tấn công anh, thì nó không được. Thì cái tự do ở châu Âu á, cái truyền thống của châu Âu á, nó không có giống như cái định nghĩa tự do theo cái kiểu châu Á. Tự do theo truyền thống châu Âu á, hoặc là ở các nước phương Tây, là họ định nghĩa tự do là tôi muốn làm cái gì tôi làm, tôi muốn nói gì tôi nói. Mà châu Á thì mình không giống vậy. Châu Á mình là lựa lời trước khi nói. Trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần. Và khi chúng ta nói, chúng ta phải tôn trọng người khác. Và cái tự do của châu Á mình á, là tự do tâm trí. Tức là chúng ta không phụ thuộc, không bị lệ thuộc vào những cám dỗ vật chất. Chứ không phải là cái kiểu mà mình muốn nói gì nói. Cho nên á, là ở đây, riêng trong video này, sẽ không bình luận cái chuyện là phương pháp tu tập của ông Lê Minh Tú á, là đúng pháp hay sai pháp. Tại vì video nó dài rồi. Mà sư chỉ nói là từ cái sự kiện này chúng ta rút ra bài học cho mình. Và khi chúng ta có tổ chức một cái sự kiện gì đó, hoặc khi chúng ta tập trung đông người, một cái nhóm đông người, chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Và các cái hành động trên không gian mạng hoặc ở ngoài đời, chúng ta cũng cần phải nắm và hiểu được việc tôn trọng quyền và lợi ích của người khác và đảm bảo sự bình ổn cho tập thể và cho xã hội. Và đó là cái nội dung của video này. Chúc quý vị ăn vui.